Mình phát hiện cái hai con nhái nó đeo cặp nè mọi người. Nè mọi người thấy không? Zoom lên mọi người xem. Đó, hai con nó đeo cặp luôn mọi người. Bắt giác phi phi là hay gặp mấy con nhái đeo cặp vậy đó. Đó. Giờ bắt nó nha. Hai em luôn mọi người. Em nhái cái là to hơn em nhái đực nè. Đó, một con đang nhảy nè. Ở đây một cặp nhái nữa nè mọi người. Mọi người cùng xem nè. Đó, hai con nhái mắc cặp nè mọi người thấy không? Đừng đi lên Mimi. Con Mimi đi lại nó nhảy mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ đi bắt nhái mọi người. Nè, mới ra thấy em luôn nè. Đó, nhặt em. Kìa nó nhảy nhảy rồi mọi người thấy không? Rồi chạy mọi người. Nè, đây nè. Con Mimi nó lội theo bắt nhái. Bực bực mọi người đó. Ở con này con nhái bự mọi người. Nó ngồi trên cây rồi. Đó. Dính. Ở đây con nè mọi người. Nó đang núp nè mọi người thấy không? Quay cận vô mọi người xem nè. Sợ nó nhảy á. Đó. Dính nha mọi người. Một em. Đó 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 nó nhảy nha mọi người. Đó, một em nữa nha. Mới nhảy vô con cỏ nè. Một em nữa mọi người. Đây. Mình phát hiện cái hai con nhái nó đeo cặp nè mọi người. Nè mọi người thấy không? Zoom lên mọi người xem. Đó, hai con nó đeo cặp luôn mọi người. Bắt giác phi phi là hay gặp mấy con nhái đeo cặp vậy đó. Đó. Giờ bắt nó nha. Hai em luôn mọi người. Em nhái cái là to hơn em nhái đực nè. Đó. Ôi em cóc nè. Đây em nhái nữa nè mọi người. Nước trong cỏ nè mọi người thấy không? Đụm. Bên đây nhái kêu nhiều nè mọi người. Kêu đây hy vọng có nhiều mà. Mấy em nhái đeo cặp nó quay cho mọi người xem nè. Mấy em vịt đang ăn ban đêm nè. Đó. Này vịt nhà mình nuôi mọi người. Nè ở đây có một con đang nhảy nè. Ở đây một cặp nhái nữa nè mọi người. Nè mọi người cùng xem nè. Đó, hai con nhái mắc cặp nè mọi người thấy không? Đừng đi lên Mimi. Con Mimi đi lại nó nhảy mọi người. Ý ra. Nè. Nó mắc cặp nè mọi người thấy không? Hai con nè. Bắt nha. Dĩnh. Ôi nhóc quá trời mọi người. Đừng đi lại Mimi. Nó nhảy tùm lum hết trơn. Không biết đường bắt mọi người. Này, em. Này, đây em coi nè. Nó trên cây nghe em đó kìa. Phóng ra mọi người thôi. Một em. Nè đây em đó nè. Nhảy đây mọi người. Rồi nó chạy luôn bên kia luôn mọi người. Ủa đây anh em nè. Ủa nó trốn. Nó chui vô hốc cây. Dính luôn. Đây anh em nó nằm dưới nước. Nó có mấy người cây à. Dính luôn. Em này nó đeo dưới nước nè mọi người. Thấy không? Đó. Dính. Tấm tấm luôn người thấy không? Đây nghe mà. Đó. Phải nhẹ nhàng luôn người. Thôi là nó nhảy hết. Nó nhảy kìa. Nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng thôi. Một em. Nó còn nhảy quá nhẹ nhàng. Đây nè. Nó nhảy đeo sát cái đất nó trốn nè.
mấy cái bụi cây này đó bọn em. Ô đây nè, bác hiểu một cặp nhái đang đeo nữa rồi mọi người nè, hai con nè đó, nhìn thấy không đó, bắt nha. Ô nhái ơi, nhái ơi. Ồ, nó ở đây nè mọi người. Đó, hình như là nó ruột ra. Ồ, trong đây nhóc hết trơn luôn nè. Khó bắt quá mọi người, nó chạy quá trời. Xem một cặp luôn nè, đó hai con, nó nhảy đó. Ủa đây nữa nè, hai cặp luôn mọi người, bắt cặp này trước nha. Còn cặp trong đây nữa, nhảy đâu mắt lại, ở đây có một con này. Đây này, này nhảy vô trốn trong hốc chuối rồi mọi người. Hai em đây, bắt một lần là hai em nè, phát hiện đây có một cặp nữa rồi mọi người thấy không, hai con đang đeo nè. Ủa hai em luôn mọi người thấy không, bên đây có nhái rất là to luôn mọi người. Đây nè, nằm sát cái lưới này mọi không, nhẹ từ từ nha, to ghê chưa. Ủa mấy em to là mấy em nhái cái mọi người, nó đeo với nhái đực là nó sẽ đẻ thành quả bắt nãy giờ nè mọi người. Cái đèn sắp hết pin không được sáng mấy, nên mình vô hồi mình sẽ đi bắt một quận nữa. Rồi đây, thành quả nãy giờ nè mọi người, tầm khoảng 1 ký nhái mọi người, con to to hơn mọi người không? Nó còn kêu ngoài vui lắm rồi, mọi người chưa kêu. Rồi tặng cho mấy nhái to to mọi người xem. Đó, con to to mọi người thấy không? Nó vô trong lòng rồi mà nó còn mắc cặp nữa mọi người, thấy không nè. Đó, hai con này nó đang mắc cặp đó, mắc cặp vậy đó, là con cái nó sẽ đẻ mọi người. Bắt dắt Vivi là hay bắt dính mấy con nhái là đeo cặp lắm, đeo cặp mình bắt con cái là hai con mở bên kia một cặp nữa đó mọi người, thấy không đó. Hồi nãy mình chụp bởi vô nó vẫn còn đeo mọi người đó. Đó, nó đeo kìa, nó đeo cặp đó mọi người thấy không đó. Đây là nhái em bắt hồi tối nè mọi người, hồi tối giá gần sáng mình có đi bắt thêm một con quận nữa à, nhóc hết trơn mọi người thấy không. Đây tầm khoảng 2 ký ngoài 3 ký mọi người. Đó, con to to không mọi người thấy không, có con nhái màu vàng nữa nè. Có con nhái màu vàng màu đỏ đỏ luôn nè, màu đỏ lắm mọi người thấy không nè, nó nhảy quá đó. Con nhái màu đỏ đỏ mọi người thấy không nè. Cái màu của nó lạ hơn mấy con nhái khác. Rồi như đây là tầm 3 ký nha mọi người. Đó.
clip mình chia sẻ tạm dừng này mọi người. Mọi người xem thấy thú vị đừng quên để lại một like và comment ý kiến mọi người bên phần luận video nha. Và đừng quên chia sẻ video ủng hộ Hoàng Linh nha. Chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp mọi người trong clip sau nha.